nhạc với những ca khúc mà quý vị yêu thích để gửi tặng và chia sẻ cho những người thân của mình. Và Ngân Hà xin được chúc cho tất cả quý vị có một đêm nhạc thật ấm áp, yêu thương bên những người thân của mình. Và để mở đầu chương trình, Ngân Hà xin gửi đến một ca khúc nhạc ngoại lời Việt, Mây Lang Thang. Chưa biết được đâu là
câu xin đừng cầm nghĩ với nhau dài tay của quý vị rất nhiều và xin được phép mời tiếng hát của chú Lời. Xin mời chú.